Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục về thêm hàng, đó là thùng loa 728 và phân tần 725. Đây là phân tần trên này thì em có bán rất nhiều rồi và cũng đang nợ đơn của các bác rất nhiều. Hôm nay là về hàng thì tiện quay review nhanh gọn nhẹ cho các bác xem nhé. Cái này là phân tần của cái dòng 725 và 715. Cái này thì nó có cuộn dây bát, nó có một cuộn thôi. Cuộn tép nó có một cuộn thôi. Đấy. Đây là mạch của nó, có linh kiện như sau. Đấy. Các bác hình dung được không? Còn bát này thì nó chỉ cho hai cái bát nó đi chung một đường, nó không có chia ra. Và cái này thì lại có một cái bó dây ở đây này. Và cái hậu loa liền luôn công tắc gạt, liền luôn cả mạch này. Con này nó có hai chế độ, như lần trước em có giới thiệu rồi, gạt lên trên là đánh passive. Còn nếu mà các bác gạt xuống dưới thì đánh quỹ am. Tức là gạt lên trên ý, thì các bác đấu cộng 1-1, đánh nó bát, cộng 2-2 đánh nó tép. Gạt xuống dưới thì gạt lên trên thì đánh passive, tức là cộng 1-1 là cả bát cả tép đều kêu. Còn các bác gạt xuống dưới là cộng 1-1 là nó bát, cộng 2-2 là loa tép. Đây là cái phần tần đặc trưng của bên em mà có từng giới thiệu rất nhiều. Đây là về cái phần linh kiện này các bác cùng xem nhá. Mạch này thì sử dụng tổng cộng là có 4 điện trở. Đấy, 4 điện trở. Và một trở nhiệt nó nằm trong góc này. Đấy. 4 trở xứ, một trở nhiệt. Tụ có 1 2 3 4 con. Cuộn dây nó có một cuộn lớn, cuộn bát, một cuộn nhỏ, cuộn tép. Cuộn tép là 0.50 mA, cuộn bát là 1 mA. Tụ là toàn tụ MKP này. Đấy, con này thì MKP này. MKB, con này thì ET này. Đấy. Không hiểu kiểu gì nhỉ? Đấy, không hiểu kiểu gì. Ok. Đây là mạch của cái dòng series là FRX. Mạch này là phiên bản lưu hành nội địa tại Trung Quốc nhá. Còn nếu như mạch này copy theo đúng cái mạch của 725 xịn thì đắt hơn rất là nhiều. Và cái loại này thì nó đi theo combo đó là bát 40 từ 22 côn 100. Cái mã của nó là 2262. 2226. H. Còn tép thì sử dụng tép của BNC là DE82N hoặc là DE750. Thì là sử dụng vào cái mạch này rất là hợp. Các bác nhá. Cái này thì rất là đa năng. Cái mạch này thì bên em sắp tới sẽ ứng dụng rất nhiều. Cái mạch này combo mạch vào một combo no full ram, ví dụ như là cái dòng Alpha 15 sắp tới em có giới thiệu các bác, thì đây nhá, hình luôn cho các bác, đây là Alpha 15 thì nó sẽ sử dụng cấu hình mạch như thế này, nó sẽ cho ra một chất lượng âm thanh rất hay và các bác có thể đánh chiêu quay được luôn trên cái mạch này. Mạch này thì hiện tại bên em đang bán 1.550.000 một đôi các bác nhá, 1.550.000 một đôi, bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác lấy thì nhắn cho em họ tên, số điện thoại, địa chỉ và cái mặt hàng cần lấy, sau đó là em sẽ gửi hàng nếu như hàng có sẵn. Còn nếu mà hàng vô tình hết hàng thì lại chờ 1-2 hôm em gửi cho các bác. Ok các bác nhé. Thì hôm nay làm giới thiệu các bác cái mạch đã. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.